Hoàng Anh kính chào và cảm ơn quý vị đến với Culture Channel, kênh YouTube chính thức của tạp chí Culture, tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin Canada nổi bật trong tối thứ năm ngày 10 tháng 10. Thưa quý vị, theo dõi cơn bão Milton đã làm ít nhất 13 người tử vong và hơn 3 triệu người mất điện. Bão Milton làm tăng thêm nỗi đau khổ cho nhiều người đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão Helene vào cuối tháng trước các đội cứu hộ đã giải cứu cư dân ở bang Florida, Hoa Kỳ khỏi đống đổ nát của cơn bão Milton vào thứ Năm hôm nay, sau khi cơn bão tấn công các cộng đồng ven biển, xé nát nhà cửa thành tường mảnh, lấp đầy đường phố bằng bùn lầy và tạo ra một loạt các cơn lốc xoáy chết người. Bão Milton đổ ra Đại Tây Dương vào thứ Năm hôm nay, sau khi càn quét Florida, làm ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 3 triệu người mất điện và gây ra một loạt trận lốc xoáy theo hãng thông tấn AP Cơn bão di chuyển sang hướng nam trong những giờ cuối cùng và ập vào bờ cuối hôm thứ Tư ở Siesta Key, cách Tampa khoảng 70 dặm về hướng nam. Lúc đó bão Milton mạnh cấp 3. Bão Milton gây thiệt hại khắp nơi và mực nước có thể tiếp tục dâng lên suốt nhiều ngày. Nhưng thống đốc bang Florida ông Ron DeSantis cho hay, may mắn đây không phải là tình huống tồi tệ nhất như được tiên đoán trước đó. Thống đốc Florida cho biết ít nhất 340 người và 49 thú cưng đã được giải cứu trong các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra. Tất cả các công viên giải trí tại Walt Disney World Resort, Disney Springs, Universal Orlando đã thông báo sẽ mở cửa trở lại vào thứ Sáu. Chính phủ Canada đang yêu cầu công dân hãy tránh đi lại không cần thiết đến Florida và tiếp tục tuân thủ lệnh di tản bắt buộc, theo khuyến cáo du lịch được cập nhật vào hôm nay. Khuyến cáo này đã thay đổi trước đó đã kêu gọi người dân Canada là tránh mọi chuyến đi đến tiểu bang này do bão Milton. Hàng ngàn chuyến bay đến và đi từ Hoa Kỳ đã bị hủy trong tuần này khi bão Milton đổ bộ vào vịnh Mexico và càng quét Florida, khiến nhiều sân bay phải đóng cửa trên đường đi của cơn bão. Và các hãng hàng không trên khắp cả nước đã hủy chuyến bay do hậu quả của cơn bão. Theo dịch vụ theo dõi FlightAware, đã có hơn 2.250 chuyến bay bị hủy tại Hoa Kỳ, tính đến giữa trưa thứ Năm hôm nay, sau khi 1.970 chuyến đã bị hủy vào thứ Tư. Ông Donald Trump cam kết sẽ đàm phán lại Hiệp định Thương mại Mỹ, Mexico và Canada, được gọi tắt là Hiệp định USMCA, nếu ông thắng cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Detroit, ông Trump tuyên bố sẽ chính thức thông báo cho Canada và Mexico về ý định sử dụng điều khoản đàm phán lại sau 6 năm điều mà ông đã yêu cầu khi đàm phán USMCA vào năm 2020. Ông Trump nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ tốt hơn ngành công nghiệp xa hơi của Mỹ và ngăn chặn việc sản phẩm từ các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc, được nhập lậu qua Mexico vào Mỹ mà không bị đánh thuế, gây thiệt hại cho lao động và chuỗi cung ứng Mỹ. Hiệp định USMCA đã thay thế Hiệp định NAFTA, là hiệp định mà ông Trump nhắm đến trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình với một cuộc đánh giá được lên kế hoạch vào năm 2026. Việc đàm phán lại có thể khơi dậy căng thẳng giữa Canada và Mỹ, giống như các cuộc đàm phán thương mại trước đó. Những lời chỉ trích của ông Trump đối với Thủ tướng Justin Trudeau và việc áp thuế lên thép và nhôm Canada đã gây khó khăn cho quan hệ hai nước. Bà Camilla Harris, đối thủ của ông Trump, cũng cho biết bà sẽ mở lại hiệp định USMCA, cho rằng các quy định về môi trường trong thỏa thuận là không đủ khi bà còn làm thượng nghị sĩ Bà Harris đã ám chỉ rằng nếu đắc cử, bà sẽ sử dụng quá trình đánh giá để giải quyết những mối quan ngại này. Chính phủ Canada vừa công bố kế hoạch chi 4,9 triệu đô la để thu hồi dầu nặng từ xác tàu quân sự Mỹ bị đắm ngoài khơi của British Columbia từ năm 1946. Này có nguy cơ cao gây ra tràn dầu lớn do tình trạng hư hại của chiếc tàu. Bộ trưởng Ngư nghiệp Diane lebuth cho biết công ty Resolve Marine của Mỹ sẽ chịu trách nhiệm loại bỏ khoảng 27.000 lít dầu còn sót lại trong xác tàu Brigadier General M.G. Zelensky. Chiến dịch dự kiến bắt đầu vào cuối tháng này với công nghệ hot tapping để bơm dầu và các thùng chứa. Tàu này đã chở hàng quân sự và dầu nặng từ Seattle đến Alaska khi đâm phải đá ngầm và chìm, để lại nhiều rò rỉ dầu nhỏ suốt nhiều thập kỷ qua dù đã có những nỗ lực thu hồi dầu trước đây, tình trạng của tàu hiện tại khiến cho nguy cơ tràn dầu lớn hơn bao giờ hết. Lực lượng bảo vệ bờ biển Canada và các dân tộc bản địa địa phương sẽ theo dõi sát sao quá trình thu hồi để ngăn chặn bất kỳ vấn đề nào. Các chuyên gia ước tính tàu chở khoảng 700.000 lít dầu và hàng hóa quân sự, bao gồm cả xe cộ và đạn dược. Chiến dịch thu hồi dự kiến kéo dài trong vài tuần với sự giám sát chặt chẽ của lực lượng bảo vệ bờ biển. Trong tuần lễ phòng chống cháy nổ, lực lượng cứu hỏa thành phố Edmonton của Alberta kêu gọi người dân hãy kiểm tra bộ báo động khói trong tuần lễ phòng chống cháy nổ này. Báo động khói giúp phát hiện sớm, hỗ trợ di tản kịp thời và hạn chế thiệt hại do cháy. Theo Sở Cứu Hỏa, 45% trong số 1.400 vụ cháy nguy hiểm ở Edmonton năm ngoái không có báo động khói hoạt động. Họ khuyến cáo người dân nên kiểm tra báo động hàng tháng và thay thế sau 10 năm. Người dân có thể tham gia đánh giá an toàn cháy nổ trên trang web của thành phố hoặc nhận tư vấn tại Home Depot. Một trung tâm giữ trẻ tại thành phố Edmonton của Alberta tên là Woolabear Academy West Point Center đã bị đóng cửa do không khắc phục được các vấn đề liên quan đến việc trẻ em không được giám sát. Theo thông báo từ chính quyền vào thứ năm hôm nay, trung tâm đã bị đình chỉ và không được cấp lại giấy phép sau khi giấy phép tạm thời hết hạn. Các phụ huynh của 187 trẻ em tại đây đã được thông báo chủ trung tâm có 30 ngày để yêu cầu xem xét lại quyết định. Người dân có thể báo cáo lo ngại về các chương trình chăm sóc trẻ em qua số 1844 644 5165. Tỉnh bang Quebec muốn hạn chế số lượng du học sinh quốc tế. Chính phủ Quebec đã đề xuất dự luật nhằm giới hạn số lượng du học sinh quốc tế tại tỉnh bang này. Động thái này nằm trong nỗ lực giảm số lượng cư dân tạm thời từ 300.000 người lên 600.000 trong hai năm qua. Bộ trưởng di trú Jean-François Robert cho biết số lượng du học sinh đã tăng từ 50.000 người vào năm 2014 lên 120.000 người vào năm ngoái. Dự luật mới sẽ cho phép chính quyền kiểm soát số lượng du học sinh theo khu vực, trường học, cấp bậc và ngành học. Tỉnh Quebec cũng đã tăng 33% học phí cho sinh viên từ các tỉnh khác để giảm số lượng sinh viên không nói tiếng Pháp chuẩn bị trước cho việc hậu sự sẽ giúp giảm chi phí, gánh nặng và bối rối cho người thân. Nhà quan và nghĩa trang Clenox kính mời quý vị tham dự hội thảo miễn phí tại thành phố Mississauga vào Chủ nhật ngày 20 tháng 10 lúc 4 giờ chiều để cùng lập kế hoạch nhận được ưu đãi giảm giá lớn và có cơ hội trúng thưởng đặc biệt. Mọi chi tiết và đăng ký chỗ xin liên lạc anh Elizabeth Nguyễn. Khả năng chi trả nhà ở tại Canada có thể đã bắt đầu cải thiện. Theo chỉ số của ngân hàng Royal Bank of Canada, tỷ lệ thu nhập hộ gia đình trung bình cần thiết để sở hữu một ngôi nhà tại Canada trong quý 2 vừa qua là 59,5%, giảm từ mức 63,7% vào cuối năm 2023. Sự gia tăng giá nhà trong thời gian đại dịch do lãi suất cho vay thấp đã đẩy giá nhà lên cao, nhưng khi lãi suất thế chấp tăng vọt, tình hình khả năng chi trả nhà ở đã trở nên tồi tệ nhất trong lịch sử. Bắt đầu từ năm nay, giá nhà đã dừng lại hoặc giảm ở một số thị trường, lãi suất thế chấp cũng giảm và mức lương tăng lên. Theo các nhà kinh tế của ngân hàng OBC, những diễn biến này cuối cùng đã chấm dứt đà tăng chi phí sở hữu nhà chưa từng thấy trong thời gian đại dịch. Tuy nhiên, một hộ gia đình cần thu nhập khoảng 155.000 đô la Canada trong quý 2 để có thể trả tiền thế chấp cho một ngôi nhà mà có giá trung bình là 810.200 đô la vẫn cao hơn nhiều so với mức 96.000 đô la vào năm 2019. Ngân hàng ABC ước tính thu nhập trung bình tại Canada là 87.000 đô la Canada, tương đương với khoảng một nửa số tiền cần thiết để sở hữu một ngôi nhà hiện nay. Điều này có thể lý giải cho việc mặc dù đã có 3 lần cắt giảm lãi suất từ Ngân hàng Canada, nhưng doanh số nhà vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Theo khảo sát giá nhà của Royal LePage, số lượng danh sách trên trang web của họ đã tăng 19% so với một năm trước nhưng người mua vẫn đang chờ đợi thời điểm thích hợp. Mặc dù giá nhà quốc gia giảm 1,1% xuống còn trung bình 815.500 đô la trong quý 3 so với quý trước, ngân hàng OBC dự báo rằng khả năng chi trả nhà ở sẽ tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới với kỳ vọng là ngân hàng Canada sẽ giảm lãi suất thêm nữa, thêm 125 điểm cơ bản tức là 1,25%, đưa mức lãi suất xuống 3% vào mùa xuân. Lãi suất thế chấp dưới 4% vẫn còn tồn tại ở một số tỉnh bang, nhưng hãy nhanh tay kẻo hết. Kinh tế Mỹ gần đây đã có những bước tiến vượt mong đợi khiến cho lãi suất trái phiếu tăng vọt. Điều này đã làm tăng lãi suất cố định của một số ngân hàng Canada từ 9 đến 25 điểm cơ bản trong tuần này. Trong số các ngân hàng lớn của quốc gia, lãi suất cố định 5 năm cho thế chấp thấp nhất đã quay trở lại mức trên 4%. Lãi suất 5 năm vẫn là mức thấp nhất trong tất cả các kỳ hạn lãi suất cố định. Tại một số khu vực, lãi suất như một đợt giảm giá với những nhà cung cấp như là Canact vẫn đang cung cấp lãi suất bảo hiểm 5 năm là 3,99% ở Alberta, BC và Ontario. Tuy nhiên là hãy nhanh tay vì lãi suất dưới 4% có thể không tồn tại lâu khi lãi suất tăng cao ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà cho vay. Trong tuần tới, lãi suất cố định sẽ phụ thuộc vào một số báo cáo kinh tế quan trọng, cụ thể là tỷ lệ thất nghiệp của Canada vào thứ Sáu và tỷ lệ lạm phát vào thứ ba. Đối với những người yêu thích lãi suất biến đổi, tức là variable rate, có tin tốt, thị trường vẫn đang dự đoán 100% khả năng là ngân hàng Canada sẽ cắt giảm ít nhất là 25 điểm cơ bản nữa từ lãi suất chính sách vào ngày 23 tháng 10. Điều này sẽ đưa lãi suất chuẩn của Canada, tức là prime rate, xuống còn 6,20%, một con số gợi nhớ đến năm 2022. Lãi suất cao đã làm giảm 30.000 đơn vị xây dựng nhà mới tại Canada, theo ước tính của Cơ quan Thế chấp Nhà ở Canada CMHC, lãi suất cao gần đây đã làm giảm số lượng dự án xây dựng nhà mới tại Canada khoảng 30.000 đơn vị trong năm 2023, tương đương với mức giảm 10% đến 15% so với tổng số dự kiến hàng năm là khoảng 250.000 đơn vị. Sự sụt giảm này tương đương với tổng số khởi công xây dựng nhà ở tại khu vực Metro Vancouver trong năm nay. Chi phí vay vốn cao đã làm giảm nhu cầu về sở hữu nhà, và khiến việc tài trợ cho việc mua đất và xây dựng trở nên tốn kém hơn, trong khi khu vực tư nhân vẫn là yếu tố quan trọng cho nguồn cung nhà ở. Cơ quan CMHC nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ công cộng cho tài trợ xây dựng là rất cần thiết để thúc đẩy các dự án nhà ở cho thuê. Trong tương lai, với sự cắt giảm lãi suất dự kiến từ ngân hàng Canada, cơ quan CMHC kỳ vọng nguồn cung nhà ở mới sẽ tăng lên trong năm tới. Hiện tại lãi suất chính sách dao động quanh mức 4,25% sau 3 lần cắt giảm 0,25% từ tháng 6 năm 2024, thông báo lãi suất tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 10, các nhà kinh tế dự đoán lãi suất chính sách có thể giảm dần xuống 3,75% vào cuối năm 2024 và giảm xuống 2,75% vào cuối năm 2025. Phi công Air Canada đã bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận sơ bộ với hãng hàng không, xóa tan lo ngại về một cuộc đình công và giải quyết các vấn đề về mức lương khởi điểm và điều kiện làm việc. Hiệp hội Phi công Hàng không cho biết 67% thành viên đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng này, mang lại mức tăng lương gần 42% trong 4 năm tới cho khoảng 5.400 phi công. Dù được hưởng mức tăng lương cao, vẫn còn những bất đồng về lịch trình làm việc và chênh lệch lương giữa phi công mới và phi hành đoàn kỳ cụ. Ngân hàng TD Bank bị phạt kỷ lục 3 tỷ đô la Mỹ vì rửa tiền cho băng đảng ma túy Ngân hàng TD đã đồng ý trả 3 tỷ đô la Mỹ để giải quyết các cáo buộc không giám sát chặt chẽ việc sửa tiền của các băng đảng ma túy. Theo thông báo của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ vào thứ Năm hôm nay, khoản tiền phạt bao gồm 1,3 tỷ đô la Mỹ sẽ được chuyển cho mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ là mức phạt cao kỷ lục đối với một ngân hàng. TD Bank cũng sẽ phải trả 1,8 tỷ đô la Mỹ cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và thừa nhận vi phạm luật bảo mật ngân hàng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết TD Bank có những thiếu sót hệ thống kéo dài trong việc giám sát các giao dịch, cho phép ba mạng lưới rửa tiền chuyển hơn 670 triệu đô la Mỹ qua các tài khoản của ngân hàng. TD đã cam kết tăng cường giám sát chống rửa tiền, bao gồm việc tuyển dụng hơn 700 chuyên gia mới và áp dụng các quy trình mới để ngăn chặn và phát hiện tội phạm tài chính. Thu hồi xích đu trẻ em Fisher Price tại Canada sau khi có báo cáo về 5 trường hợp tử vong. Nhiều mẫu xe xích đu trẻ em Fisher-Price đã bị thu hồi tại Canada sau khi công ty này nhận được báo cáo về các trường hợp tử vong liên quan đến sản phẩm. Health Canada cảnh báo người tiêu dùng hãy ngừng sử dụng ngay lập tức các mẫu xích đu của Fisher-Price Snugga do nguy cơ gây ngạt thở. Công ty Mattel đã nhận được 5 báo cáo về trả tử vong khi sử dụng xích đu để ngủ. Khoảng 99.000 sản phẩm bị ảnh hưởng đã được bán tại Canada từ năm 2012 đến 2022 người tiêu dùng được khuyến cáo gỡ bỏ miếng đệm đầu và thân khỏi ghế và có thể liên lạc với Mattel để nhận được hoàn tiền một phần. Thành phố Vancouver đang kế hoạch cho giai đoạn 2 để loại bỏ cây chết nguy hiểm ở công viên Stanley. Ủy ban công viên Vancouver đã công bố giai đoạn 2 của kế hoạch loại bỏ cây chết trong công viên Stanley nhằm nâng cao an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Ông Joe McLeod, là phó giám đốc về lâm nghiệp đô thị, nhấn mạnh sự cần thiết của hành động này Do có khoảng 160.000 cây chết do sâu bướm hemlock, mặc dù chỉ một phần nhỏ trong số đó sẽ được loại bỏ. Giai đoạn 1 đã loại bỏ chưa đầy 8.000 cây, trong khi giai đoạn 2 nhắm vào khoảng 11% khu rừng của công viên. Dù có sự phản đối từ cư dân lo ngại về tính minh bạch và tác động sinh thái, ủy ban công viên đã bỏ phiếu để tiếp tục kế hoạch này. Phó giám đốc McLaren khẳng định rằng thành phố không tiến hành khai thác gỗ mà tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro và duy trì một khu rừng khỏe mạnh. Thành phố cũng cam kết trồng khoảng 15.000 cây mới. Tại sao nhân viên ở Best Buy Canada lại yêu thích công việc của mình? Bạn có bao giờ tự hỏi công việc tại Best Buy Canada như thế nào, nơi mà mọi người đều cảm thấy được hỗ trợ để phát huy tối đa tiềm năng của mình trong một môi trường làm việc vui vẻ và luôn cập nhật công nghệ mới nhất? Đối với nhân viên Best Buy Canada, đó là cuộc sống hàng ngày của họ. Công ty này cung cấp nhiều phúc lợi cho nhân viên, bao gồm giảm giá cho nhân viên, khiến cho Best Buy Canada trở thành một nơi làm việc tuyệt vời, đặc biệt trong mùa lễ hội. Thú vị hơn là bạn có thể đã sở hữu những kỹ năng cần thiết cho một vị trí tại Best Buy mà không cần có kinh nghiệm trước đó, một cơ hội phát triển, một trải nghiệm chung của nhân viên Best Buy Canada là cơ hội thăng tiến trong công việc. Tajinder Kaur là một quản lý cửa hàng tại Vancouver. Bắt đầu sự nghiệp tại Best Buy với vai trò tư vấn viên giải pháp tại nhà, cô khuyên các nhân viên mới rằng hãy học hỏi từ đồng nghiệp và duy trì tư duy phát triển. Bạn không cần một chức danh để trở thành người lãnh đạo. Còn Antonio Clark là một chuyên gia tại thành phố Brampton, cũng cho rằng kinh nghiệm làm việc tại Best Buy đã giúp anh đạt được những mục tiêu mà mình đặt ra. Sự cân bằng và hỗ trợ Kenneth Penn là một trợ lý quản lý cửa hàng ở Vancouver, đã gắn bó với Best Buy Canada hơn 13 năm bắt đầu từ vị trí nhân viên quy trình sản phẩm bán thời gian. Pen cảm nhận sự hỗ trợ và cân bằng từ công ty này. Điều này rất quan trọng đối với anh, đặc biệt là khi anh trở thành một bậc phụ huynh mới. Và được cập nhật công nghệ mới nhất. Làm việc tại Best Buy Canada có nghĩa là bạn sẽ được tiếp xúc với những thiết bị công nghệ mới nhất. Panit Sergo, một chuyên gia Omnichannel tại Edmonton, cho biết Công việc tại Best Buy giúp cô hỗ trợ khách hàng với những nhu cầu công nghệ của họ và cũng luôn cập nhật công nghệ mới. Về học hỏi kỹ năng mới, nhân viên Best Buy Canada thường nói rằng thời gian làm việc tại công ty này giúp họ phát triển kỹ năng và kinh nghiệm. Amo Sabu từ Nova Scotia cho biết, "Tôi đã học hỏi và phát triển cả về mặt cá nhân lẫn chuyên môn trong môi trường làm việc này." Cơ hội nhập vào đội ngũ của Best Buy Canada, nếu bạn đang tìm việc Best Buy Canada hiện đang tuyển dụng cho mùa lễ hội. Tại sao bạn không gia nhập một đội ngũ chia sẻ giá trị và mong muốn bạn thành công? Có rất nhiều vị trí đang chờ được lấp đầy, bao gồm nhân viên bán lẻ, đại diện dịch vụ khách hàng, chuyên viên hàng hóa và nhiều hơn nữa. Bạn có thể truy cập vào trang web của Best Buy để tìm cơ hội tại khu vực của bạn và nộp đơn ngay hôm nay. 10 thành phố này được cho là tốt nhất Canada dành cho giới trẻ làm việc. Công ty dữ liệu Youthful Cities vừa công bố danh sách 10 thành phố tốt nhất Canada cho giới trẻ làm việc thông qua chỉ số Urban Work Index 2024. Chỉ số này được phát triển từ dự án DevLab và hợp tác với giới trẻ trên toàn quốc, đánh giá 30 thành phố dựa trên các tiêu chí quan trọng như hành động khí hậu, công bằng, đa dạng, cơ hội việc làm tốt cho giới trẻ, giáo dục và đào tạo, khả năng tiếp cận kỹ thuật số, kinh tế thành phố, tinh thần khởi nghiệp khả năng chi trả, giao thông và sức khỏe. Thành phố Toronto được xếp hạng là thành phố tốt nhất cho giới trẻ, đứng đầu về kinh tế, khả năng tiếp cận kỹ thuật số, sức khỏe, công bằng và giáo dục. Tuy nhiên, thành phố này cũng là một trong những nơi có chi phí sinh hoạt cao nhất, với 32,5% người dân chi hơn 30% thu nhập hàng tháng cho nhà ở. Thành phố Vancouver đứng thứ hai, nổi bật với hành động khí hậu và sự công bằng đa dạng. Montreal xếp thứ ba dẫn đầu về việc làm cho giới trẻ và có hệ thống giao thông công cộng hiệu quả. Sau đây là danh sách 10 thành phố tốt nhất Canada cho giới trẻ làm việc. Thứ nhất là Toronto, thứ hai là Vancouver, thứ ba là Montreal, Ottawa, Gatineau, Edmonton, Calgary, Victoria, Quebec, Kitchener, Cambridge, Waterloo và St. Catharines của Niagara. Chỉ số này giúp các thành phố và nhà tuyển dụng hiểu được nhu cầu của giới trẻ để bảo đảm một tương lai đa dạng và phát triển. Thưa quý vị, cực quan sẽ thắp sáng bầu trời khắp Canada tối nay. Cực quan đầy mê hoặc có thể sẽ xuất hiện trên phần lớn bầu trời Canada tối nay nhờ một cơn bão địa từ mạnh mẽ. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA, hoạt động cực quan dự kiến sẽ kéo dài đến tận vĩ tuyến 49 tạo cơ hội lớn cho người dân tại tỉnh bang BC, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Quebec và các vùng lãnh thổ có thể chiêm ngưỡng hiện tượng này. Các khu vực phía bắc của Ontario và vùng Đại Tây Dương cũng có thể nhìn thấy cực quan và thậm chí một số nơi ở phía tây nam của Ontario và Nova Scotia có thể thấy nếu điều kiện thuận lợi. Sự kiện hiếm hoi này được thúc đẩy bởi hoạt động mặt trời gia tăng, đã tạo nên các màn cực quan ấn tượng tại Alberta, Saskatchewan, Ontario và Quebec vào đầu tuần này. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương NOAA đánh giá cơn bão địa từ tối nay ở mức 4 trên 5 có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưới điện, hệ thống vệ tinh và hoạt động tàu vũ trụ. Cực quan sẽ xuất hiện từ lúc mặt trời lặn đến khoảng 2 giờ sáng theo giờ miền Đông, với tầm nhìn tốt nhất tại các khu vực không có ô nhiễm ánh sáng và có tầm nhìn rõ ràng về phía Bắc. Nhà thiên văn học Essenson của Đại học Toronto giải thích rằng màu sắc cực quan từ xanh lục đỏ đến xanh dương là kết quả của các hạt mặt trời va chạm với các phân tử trong khí quyển. Để có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng tuyệt đẹp này, ông Sun khuyên mọi người nên đến những khu vực tối và không bị ánh sáng thành phố che khuất. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, và cuối ngày giao dịch hôm nay, đồng đô la Canada có mức giá là 0,7271 đô la Mỹ và bằng 0,6654 đồng euro. Một đô la Canada tương đương 18.102 đồng Việt Nam, một đô la Mỹ tương đương 24.880 đồng Việt Nam, giá vàng là 2.632,94 đô la Mỹ một ounce, tương đương 3.618 đô la Canada. Và đó là những tin tức Canada nổi bật trong ngày rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng kính mời quý vị tiếp tục đón theo dõi phần điểm tin thế giới với những tin tức đáng chú ý. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh, tiếp sức cho nhóm Culture, cũng như để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức mới nào. Kính chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe và bình an và kính chào tạm biệt.